Vừa rồi em Ma Tuấn có báo giá cái dòng Ari 1 16 g cho bác em ghi 2 triệu 2, 2 là sai bác nhé em báo lại giá cho bác là cái dòng Ari 1 màn hình to kịch khủng người nhất có mức giá là 1999 1 triệu 999 k cho bác nhé 1 triệu 999 k đấy là một cái này còn bác nào lấy thêm phụ kiện là gồm có sạc này và bao da sạc vào bao da thì bao da là cũng có màu này màu xanh và màu đen nữa thì thêm cho em tuấn 300k là phụ kiện của nó còn nguyên máy là 1999 còn sau đây mời các bác ta theo dõi chi tiết em giới thiệu về sau bởi vì là em có giới thiệu một clip rồi nhưng mà khi đó là em tuấn vô tình giới thiệu nhầm giá ok để nên em cố tình em làm cái clip này em lồng phía trước để cho bác nắm được giá là 1999 nha bác nhé lấy thêm phụ kiện sạc 300k còn mời các bác vào bản giới thiệu chi tiết xí sau em à, Tuấn về tiếp một lô iPad này cho bác à, báo các bác là với cái iPad cách đây khoảng độ 5-3 năm về trước 3 năm trở về trước ấy. nghe thì iPad 5 năm về trước cũng cảm thấy nó, nó, nó quá là xa xỉ đúng không hôm nay em Tuấn về tiếp đây lô này là lô Ari 1 nhé đây đây cũng Ari 1 hết cho bác này Ari 1 hết cho bác à, ờ, tại sao hôm nay em lại lấy cái Ari 1 để đến nhiều như vậy nhá. Yeah, iPad còn rất là nhiều bác nhé, yeah. bởi vì là iPad 1 cái thứ nhất là nó hợp túi tiền. Cái thứ hai là màn hình nó rất là to, màn hình nó to gần như là hết kịch khung cho với đời iPad này rồi. Cái thứ ba nữa là thiết kế này. Mỏng, gọn. Mỏng gọn. Cái thứ tư là loa rất hay. Loa hay, tiếp tục cái thứ năm nữa là em nó lại có thêm một cái jack cắm 3.5 nữa. À bởi vì là rất nhiều bác là dùng cái cổng 3.5 để nghe nhạc hoặc là cung cấp tín hiệu nhạc qua à, những cái bộ dàn để nghe nhạc. Ngoài ra thì cái lô này còn rất nhiều con chưa kích hoạt. Đây, bác nhìn này. Em mới mở ra thử một số con này chưa kích hoạt hết này. Chưa kích hoạt. Bác nào cần em vẫn kích hoạt cho nhé này. Bác nhìn em. Em mới thử này, hầu như là chưa kích hoạt. Đấy. Thì em tuấn mới vừa kích hoạt hai con này. À thì để các bác à, kích hoạt ví dụ như một con này bây giờ em vừa kích hoạt chẳng hạn. Kích hoạt xong mà về có những cái vấn đề là các bác ví dụ như bây giờ bác vào ví dụ như bác muốn vào trong YouTube hoặc là App này chẳng hạn bác vào mà ở những cái cái từ ví dụ như là YouTube này nó nó lại vẫn còn là tiếng Trung ấy vẫn còn là tiếng Trung như này này đây là đây là em chuyển sang tiếng Anh rồi thì bác chú ý vào hội em nhé bác 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 bác, bác kích hoạt xong bác vào cài đặt này thì cái 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 phần trên cùng cái ngôn ngữ của iPad thì các bác đã đã chọn là tiếng Việt rồi đúng không ạ ngôn ngữ iPad các bạn đã chọn tiếng Việt rồi bác thấy tiếng Việt rồi nhưng mà tại sao khi bác vào google hoặc vào youtube nó vẫn còn tiếng trung thì bác lướt xuống phía dưới hộ em nhé đây này nó nằm ở cái vùng này, này. nhé nằm ở đại lục trung quốc đại lục có nghĩa là những cái những phần này bác nhìn nhé đấy thì bác phải kích khỏi cái vùng đại lục đi đấy tại sao nó lại nằm ở đại lục trung quốc vì tất cả các sản phẩm của iphone rồi uh, Oppo, uh, iphone hoặc là uh, dòng này tất cả các iPhone các bác cầm iPhone 15, 16 hay bao nhiêu các bác xem đằng sau đều made in China hết bởi vì là nhà máy người ta đặt sản xuất tại đấy rồi. thì khi cái vùng đấy là người ta nó nằm là vùng Trung Quốc. còn tất cả những con iPad đây em bao là hàng xịn hết cho bác nhé, hàng xịn hết ạ. À. thì đấy thì các bác chú ý cái vùng này này, bác nhìn chưa? nó vẫn nằm ở vùng đại lục Trung Quốc. thì bác phải kích vào đây, bác chọn nó về Việt Nam cho em. đấy, chọn nó về Việt Nam thì khi đó bác vào Google vào vào tất cả những cái phần mềm khác đây, Việt Nam đây, kích vào đây cho em đấy bác chọn Việt Nam nhé, sau bác ấn xong, đấy xong tiếp tục, thì khi đó nó đã đầu nó chuyển vùng, thì khi đó nó mới về vùng của mình, thì nó mới vào trong các phần như như này, này. nó mới có tiếng Việt này, à, có tiếng Anh với tiếng Việt của mình, đấy. Và cái tiếp theo nữa là con này bác ạ, màn hình thì phải nói luôn là nó to vật vã nhất rồi, không nói rồi, đấy. Bây giờ muốn thử cái, vào đây cái bên ngay, nó nó hết cái dòng chữ tiếng Trung ở đây, đấy, có nhìn thấy chưa? Giờ đây nó nó ra không còn tiếng Trung nữa. Thì tại sao em em Tuấn lại lấy những cái dòng này về nhiều? Thứ nhất là cái cấu hình của nó khá hợp lý. Bộ nhớ của nó 16GB, phải nói là cũng thoải mái với bây giờ rồi. Bây giờ các bác uh, dùng uh, YouTube này, Zalo này, Facebook này, bán hàng online rồi nghe nhạc. Tất cả nó đều chạy trên phần mềm và đều chạy trên ứng dụng. Uh, tranh ảnh rồi là video các bác cũng đều lưu trên Facebook và đều lưu trên Zalo và lưu trên YouTube. Nên tất cả hầu như cái bộ nhớ này nếu có là tốt. Nhưng mà nếu mà để mua một cái bộ nhớ 3264 nó gấp rất là nhiều tiền đúng không? Bây giờ bác nhìn này, nó về hết nhé Đấy. Do vậy à, những con như này, con này nó có mức giá có 2 triệu 200 nghìn đấy, 2 triệu 200 nghìn Với bản Ari 1, 2 triệu 200 nghìn Màn hình to kịch khung này. Ví dụ những con này chẳng bác nhìn này Mà nó to vật vã mà nó mỏng Và nó là nó siêu mỏng luôn Kịch khung Ari 1 bản 16GB wifi à, thì Có nhiều bác lại hỏi là uh, Tôi lại cần những con nó có sim À, báo cáo các bác là bây giờ các bác có thể lấy con có sim được mà không có sim cũng được thì tại sao bởi vì tất cả cái điện thoại trên tay các bác này ví dụ như con iphone này hay, hay là con điện thoại android nào đấy tất cả những con đấy đều có phần mềm phát các nhé bác chú ý nhé chia sẻ trong đấy đều đều nó đều có cái phần mềm là chia sẻ đấy chia sẻ đều có phần mềm chia sẻ em đã có một cái clip chia sẻ bác ấy. con điện thoại nào cũng có thể phát được wi-fi À, vì vậy bác chỉ cần một con điện thoại bác dùng thôi, con điện thoại bác dùng nó có 3G rồi thì bác phát WiFi cho con này. bởi vì là với những con iPad như này nó chiếm đến khoảng 80 đến 85, 90% là bác dùng WiFi ở cơ quan hoặc ở tại nhà gia đình rồi. trừ những lúc các bác đi vắng đi công tác hoặc đi ra xa, nhưng khi đi ra xa bác dùng chính con điện thoại trên tay của bác dùng ấy, bác phát WiFi cho nó. bác nào cần em đã có clip hướng dẫn cách phát WiFi từ điện thoại trên tay các bác cầm rồi, em gửi cho. Thế là tự nhiên là bác phát sang đây bác dùng bên này thôi Chứ bây giờ mà bác tự nhiên bác lại mua một con con này Có thì tốt không có thì ra có khi lại thừa à, Tự nhiên bác phải nuôi hai cái sim Mặc dù là cái sim cho con iPad này hầu như không dùng Đúng không ạ? Dùng có 10% chưa chắc Đấy Mà con này có mức giá 2 triệu 2 phải nói luôn là quá mềm cho bác Bác nào lấy con này nhá Mức giá 2 triệu 200 nghìn Lấy thêm bao da nhé Ví dụ như đây bao da to đây bao da của nó to lắm bao da của nó to này mà bao da to như này mới lại một sạc một bộ sạc theo theo bộ sạc nhé bộ sạc theo bộ combo theo bộ nó đây bộ sạc thì thêm cho em tuấn 300 trăm nghìn có những cái thêm có 200 trăm nghìn là những con dòng ipad mini ipad mini thì vỏ nó bằng nửa thôi thì ví dụ ipad mini thì như này thì bác chỉ thêm có 200 trăm nghìn thôi nhưng con này vỏ nó to to đấy thì đấy thì em em bảo là có 2 triệu 200 nghìn một con iPad này thì báo cáo bác là với những con như này cách đây khoảng 2 3 năm về trước thì nghe nhỉ nó tiền cao lắm bây giờ em cảm thấy cầm một con iPad to vật vã như quyển sổ này 2 triệu 200 nghìn thoải mái chức năng đấy con này các bác có thể Facebook Zalo YouTube lướt vào thoải mái luôn không thiếu có nghĩa là không thiếu một cái gì luôn ạ à. thích dọc thì dọc mà thích ngang thì nó ngang ok chưa đây. vào đây YouTube này thích youtube thì youtube vào luôn à, thử tưởng tượng ấy. cái loa nó hay lắm bác ạ đây này em em bác nhìn nhé cái loa của nó cực kỳ hay nhé đây máy hầu như là chưa kích hoạt thì bác bác biết rồi gì là để mở nhé máy hầu như chưa kích hoạt thì bác biết rồi đúng không đây hầu như này chưa kích hoạt kể cả những con này những con này chưa sạc pin hai con này em vừa cắm sạc pin và bắt đầu nó khởi động này hầu như chưa kích hoạt bác nào muốn kích hoạt thì em kích hoạt cho còn không về các bác kích hoạt cho nó thích đấy còn không biết thì bảo em kích hoạt cho không đến lúc về đằng đấy các bác lại không biết nó gọi nhé nhìn chưa đấy nó rất nó rất là hay đấy bây giờ một con ipad cảm thấy nó, nó quá bình thường ngày xưa nó xa xỉ hai triệu hai trăm nghìn một con bác nhé hai triệu hai trăm nghìn một con bác nào lấy cả phụ kiện bao da thì thêm ba trăm nghìn cho em đấy được chưa? Đây, còn cấu hình thì em báo luôn cho bác nhìn này. Đây bác nhá, cấu hình này tại đặt chung thì cũng vẫn thế bạn đây này đây, giới thiệu đây ipad e nhé ipad e một r 1 R1 này bản 16 sáu g chưa màn thì to vật vã thế. to kịch khung toàn 10 hình thì to vật vã nhất to nhất rồi to nhất có thể rồi, bạn đấy thì em tuấn trái biết nói gì hơn cả. chỉ báo cho bác như vậy cho nó dễ ok chưa đấy, dòng này thì phải nói luôn ngon, bổ, rẻ, chất lượng Không thể chê được Ngày xưa mà kiếm được con iPad này chắc là mệt lắm đấy bạn Kiếm con iPad thì phải méo hết cả mồm luôn Này mà đẹp Thích xoay ngang thay dọc được hết nhé Hàng bao hoạt động tốt hết các bác nhé Em giao hàng đến các bác kiểm tra hàng giúp em Tuấn Cho các bác kiểm tra hàng Bởi vì các bác phải kiểm tra, phải khởi động máy lên giúp em với vô tình khi vận chuyển không may người ta làm vỡ ấy thì, thì, lúc đấy mình mới biết để người ta bắt đề người ta được thì có nhiều bác là không kiểm tra đâu không đến lúc người ta giao hàng xong quay về là nó vỡ mất màn hình là không biết được nào mà lần đó bác ạ giúp em có nhé phải nói là lô này là quá ok cho bác rồi ari một nhé bản 16 bản wifi 16 sáu g hai triệu hai